Tập phim Khi nhà búp đi học. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã bước vào năm học mới rồi. Năm học mới của các bạn như thế nào? Có vui không? Mỗi ngày nhà búp cũng sẽ đi học như các bạn vậy đó. Nhưng mà chưa bao giờ nhà búp kể cho các bạn nghe là nhà búp đã cùng nhau đi học như thế nào, có đúng không? Hôm nay, lớp vẽ bút chì đã nhờ chị họa sĩ vẽ lại một bức tranh cả nhà cùng nhau đi học để có thể kể cho các bạn cùng biết là mỗi sáng tụi mình đã cùng nhau đi học như thế nào đó nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ anh bút chì trước. Anh bút chì là người chăm chỉ nhất nhà nên anh bút chì luôn vui vẻ khi đến trường đó các bạn. Anh bút chì đeo một cặp kính lớn để đọc sách trên đường đến trường. Anh cũng sẽ cầm một quyển sách trên tay, vừa đi vừa xem giống như vậy nè. Đang đeo một chiếc cặp chéo sang một bên và trong cặp thì đựng quá trời sách luôn. Anh Bút Chì đúng là chăm chỉ đúng không các bạn? Anh Bút Chì là một học sinh gương mẫu đó. Quần áo của anh luôn gọn gàng và chỉnh tề. Tiếp theo là em Vàng. Vàng cũng rất là vui khi đến trường. Vàng đeo cặp ở phía sau nè, tóc chải thật là gọn gàng và đội một chiếc nón để che nắng che mưa đó. Vàng cũng mặc đồng phục giống như anh Bút Chì và thắt khăn quàng đỏ nữa đó các bạn. Con gái nên Vàng sẽ được mặc váy. Các bạn nữ có thích được mặc váy khi đi đến trường không? Anh Đỏ thì mỗi buổi sáng đều phải ăn một chiếc hamburger thì mới chịu đến trường luôn đó các bạn nhỏ. Nhìn nè, anh Đỏ đang vừa đi vừa ngấu nghiến một cái hamburger ngon tuyệt mà Vàng đã làm cho anh Đỏ đó. Tuy anh Đỏ không thích đến trường lắm, nhưng mà anh Đỏ vẫn mặc quần áo rất là ngay ngắn để không bị thầy cô phạt đó nha. Các bạn nhỏ khi đến trường cũng nhớ mặc quần áo thật là sạch sẽ và gọn gàng nha. Mình sẽ vẽ anh Xanh. Các bạn ơi, các bạn nhìn kìa, anh Xanh vẫn còn ngủ gật khi đến trường đó. Oh no. Anh Xanh còn chưa thắt khăn quàng cẩn thận và quần áo thì xộc xệch nữa. Nhỏ đừng bắt chước như anh Xanh nha. Anh Xanh thì không đeo cặp như Vàng hay anh Đỏ mà còn ké chiếc cặp dưới đất nữa kìa các bạn. Nếu các bạn mà cũng như anh Xanh khi đến trường như vậy thì các bạn chắc chắn sẽ bị thầy cô la đó. Đường đi học của nhà Búp
có một cây cột điện rất là to, nên nhà bút phải đi cẩn thận để không va vào đó. Trên đường thì còn có một bức tường dọc theo con đường nữa nè các bạn. Xung quanh thì có rất nhiều cây cối luôn. Sáng đó. Bây giờ thì tụi mình hãy cùng tô thật nhiều màu cho bức tranh này nha. Anh Phúc chị, thì chúng mình sẽ tô màu cam nè. Các bạn nhớ là phải tô cẩn thận để anh Phúc chị thật là đẹp đó. Quyển sách sẽ có bìa màu vàng nha. Theo cặp của anh Bút Chì sẽ có màu nâu, cả dây đeo và cả chiếc cặp luôn. Đồng phục của anh Bút Chì thì cũng giống như các bạn vậy đó, áo trắng và quần xanh. Tiếp theo chúng ta sẽ tô màu cho em Vàng nha. Em Vàng lúc nào cũng vui vẻ và hào hứng khi đến trường, nên gương mặt lúc nào cũng tươi tắn cả. Chiếc nón xinh xắn của em Vàng mình sẽ chọn màu nâu để tô. Các bạn cũng có thể tô những màu mà các bạn yêu thích nữa đó. Khăn quàng đỏ thì tất nhiên sẽ có màu đỏ rồi. Chiếc cặp của Vàng mình sẽ chọn màu hồng để tô cho giống các bạn nữ nha. Các bạn nữ chắc chắn là cũng thích màu hồng giống như Vàng đó đúng không? Cũng giống như anh Bút Chì, chiếc váy đồng phục của Vàng mình sẽ tô màu xanh. Nhìn Vàng mặc đồng phục có xinh không nè các bạn? Các bạn còn nhớ cách tô anh đỏ không? Hãy thử comment bên dưới để xem các bạn có nói đúng không nha. Vì đến trường phải mặc đồng phục nên chúng ta cũng tô đồng phục của anh đỏ giống y như anh Bút Chì vậy đó. Rất đơn giản có đúng không các bạn? Mình sẽ tô chiếc cặp cho anh xanh với màu cam nữa là xong rồi. Các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ tô khung cảnh trên đường nha. Các bạn nhớ dùng bút màu nâu để vẽ những viên gạch trên tường giống như là mình đang vẽ vậy đó. Chúng ta sẽ vẽ từng hàng một đến khi đủ gạch trên bức tường thì thôi. Sẽ tô màu xanh lá rồi. Tụi mình đã hoàn thành xong bức tranh nhà bút đi học rồi đó. Các bạn thấy nhà bút của tụi mình khi đi học sẽ như thế nào nè? Hãy để lại ý kiến bên dưới để tụi mình cùng đọc nha. Các bạn nhỏ có thích đến trường như nhà bút không? Khi đến trường, chúng ta sẽ được học nhiều điều bổ ích, có nhiều bạn bè. Các bạn nhỏ của lớp vẽ bút chì khi đi học hãy
phải chăm chỉ học tập để được giỏi như anh Bút Chì nha. Như vậy là tập phim hôm nay của tụi mình đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.